Thưa quý vị, ở Việt Nam chưa có số liệu thống kê số bệnh nhân bị giãn nở cơ tim do uống nhiều rượu. Tuy nhiên, tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã có từ 20 đến 30% số bệnh nhân bị suy tim do cơ tim giãn nở. Trong đó thì số bệnh nhân uống nhiều rượu dẫn đến bị suy tim, giãn nở cơ tim là không ít. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Huân, giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy nếu một người uống trên 90 gram alcohol một ngày và uống thường xuyên trên 5 đến 10 năm thì có thể bị bệnh cơ tim giãn nở, tùy theo từng người mà thời gian bị bệnh sớm hơn hoặc muộn hơn. Rượu là ethanol, khi uống vào ethanol thành acetaldehyde. Acetaldehyde là chất độc không tốt cho cơ thể và tác động trực tiếp lên cơ tim. Ngoài ra, rượu còn làm quá trình chết theo chương trình của cơ tim xảy ra nhanh hơn, khiến tế bào cơ tim sinh ra không đủ so với số tế bào chết đi, dẫn đến cơ tim bị xơ hóa, các mô cơ tim bị xơ và giãn ra.